Chào cả nhà nha, đây nè cả nhà, cái loại bông này nè, cái loại này mà mình đi hái trái hổm rài rồi mình đang trồng nó là sang năm nó sẽ có nha cả nhà. Mà cái này mình nghe nói là ăn được, ăn cái đọt này nè. Cái bông nó giống như cái cây mùng gà hay cái bông mùng gà hay cả nhà. Cái này nó còn bé, nó chưa có trái. Đây nè, quá chừng luôn nè. Tự nó có, cái này tự nó mọc lên. Mà cái này thì nó chưa có trái. Còn mình gặp ở đằng kia thì nó có trái, nó đu lên vàng, nó có trái. Không quá nhiều mà ở đây nó không bằng ở ở đằng ngoài sao hè nhà của mình. Ở sao hè nhà của mình thì nó quá trời nhiều mà Lâm Văn nó nói là cái này á, là ngắt cái đọt của nó đó cả nhà, ngắt cái đọt này của nó ăn được nè, nhưng mà mình không biết có phải cái loại này hay không, mình chưa dám xài tới chưa dám dùng. Đó, nó đu lên đó, nó leo lên rồi nó có nằm dưới dài 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 nha cả nhà. Đây nè, dài 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 đó, nó có quá chừng luôn nè. Đây là tự nó mọc nha, không ai trồng hết. Đây nữa nè cả nhà, cái đọt nó quá trời ú u luôn, cái đọt nó mập ghê. À, không biết là ăn phải cái này là của Lâm Văn nó ăn không, mình chưa có biết. Mà thấy cái bông của nó thì giống bông của bông bông đậu đậu gì đậu rồng của mình á. Bông đẹp không cả nhà? Giống như cái bông đậu rồng của mình đó nha. Cái gan bông đậu rồng của mình nè, người ta đi chạy qua chạy lại á, cái người ta thấy mình cầm máy mình quay camera bông vậy nè, ai cũng nhìn mình hết, ai cũng dòm mình hết, ai dòm dòm đi. Đẹp mấy cả nhà, thôi chút xíu thôi giờ mình đi về nha cả nhà. Ô qua cả nhà.